Rồi clip này mình chỉ các bạn gọi là tự chơi tự dọc nhưng bạn những cái đơn giản thâu ghi rồi tự thay bu ghi cho mình. Rồi chúng ta dùng cái tay 10 dặn ốc đây ra, rồi dặn đi để tém một bên nó dễ, nhớ là phải biết tháo bẩn các bạn, đi xe bạn phải biết tháo bẩn rồi tém nó qua một bên. Rồi lúc cái dây mua bình thường bu ghi chụp bu ghi lên rút lên rồi tém nó qua một bên. Rồi chúng ta thấy cái bu ghi nằm đây rồi, rồi chúng ta chụp bu ghi vô đây, chụp bu ghi quay rim chúng ta mua mua ngoài để mua tùng. Rồi cần một cô tô vít chọt vô, giặt khi làm chúng ta giặt giặt đó, rồi giặt nha. Rồi đây chúng ta lấy được cái bugi ra rồi, rồi thay bugi anh đi không dặn vô, chúng ta dặn răng vô hết các bạn, dặn bằng tay á, dặn đi rồi dặn cho đứng thôi, chúng ta lấy bugi dặn thêm cũng được. Rồi dặn cho cái lông đờn này nó sát, chúng ta dùng tay một tay chúng ta gịch ha, lưu ý khi mà sát chúng ta dùng tay không nên dặn nó bứt cái răng trọng là mệt luôn. Sát chưa dặn này sát không, rồi sát rồi chúng ta chụp lại cho nó cẩn thận, chụp lại xong rồi lấy tôi dít gạt một tay hả các bạn, một tay nhẹ nhàng vừa tới thôi, vừa tới thôi đừng mạnh quá, rồi vừa tới gịch vừa tới nó cặn dặn dặn ấp chai hả các bạn. Rồi nhưng mà bạn dặn qua nó bứt cái răng này dính bu ghi trong đây nè không được nữa. Rồi xong gắn bu ghi lại gắn đầu chụp lại, rồi chúng ta gắn lại cái này. Rồi clip nhỏ tặng mấy bạn tự dọc thâu ghi xong các bạn.